Vâng, chào các bạn, hôm nay chúng ta vào chương trình 2 của ngày hôm nay, đó là cuộc thảo luận với blogger Người Buôn Gió về tình hình chính trị Việt Nam đã diễn ra như thế nào trong thời gian vừa qua. Vâng, thưa ông blog Người Buôn Gió là anh Bùi Tinh Hiếu, có mặt ở đây thì anh có thể cho biết những cái cảm nghĩ của mình và cái của mình khi mà tình hình Trung Quốc bắt đầu đưa tàu vào Việt Nam thì nội bộ chính trị Việt Nam có lẽ sẽ có nhiều cái hoạt động khác nhau, và để đưa ra những quyết định đó thì họ phải làm gì và anh đánh giá thế nào về tình hình chính trị Việt Nam trong thời điểm này? Thứ nhất thì tôi cho rằng là về cái phương pháp mà đối ngoại của Bộ Chính trị Cộng sản Việt Nam thì họ có một cái đường lối duy nhất. Họ trong cái thời điểm này chúng ta khó có thể nói rằng là có phe thân Trung Quốc hoặc là phe thân Hoa Kỳ ở trong này cả. Tôi theo cái nhìn, cái đánh giá của tôi, cái quan sát của tôi thì tôi thấy cái việc mà Bộ Chính trị Việt Nam họ đối phó với cái tình huống ở Biển Đông vừa qua là khá là nhất quán. Thực ra là những cái phát ngôn của báo chí hoặc là những lời phát ngôn của Bộ Ngoại giao thì tất cả cái đấy thì nó đều thông qua được Bộ Chính trị duyệt và đưa qua cả. Ngay cả trường hợp như người ta bảo là ông Trọng ông ấy im rồi ông ấy trốn, ông ấy không nói, hay là không có một ông quan chức cấp cao Bộ Chính trị nào đứng ra nói, thì đấy là không phải là họ lé tránh hoặc là họ thân tàu, mà tôi nghĩ rằng là đấy là họ là lựa chọn là họ im lặng, xong rồi họ để cho các người phát ngôn hoặc là những cái người báo chí các thứ để nói lên thay cho họ cái điều đấy. Cái đấy thì tôi nghĩ là vậy, thì có nhiều người có thể là họ nghĩ khác tôi, nhưng mà tôi theo cái quan sát của tôi thì tôi thấy rằng nó như vậy. Cho nên là chúng ta phải nhận định rằng là cái mà đối sách của Bộ Chính trị Việt Nam trong vấn đề ở Biển Đông là họ khá là nhất quán. Kể cả những cái người, kể cả việc mà tiếp tư lệnh Hải quân của Hoa Kỳ, hoặc là tiếp ông Tổng thống hay ông Thủ tướng gì của Úc, hoặc là phát ngôn của Thủ tướng hoặc là phát ngôn của các người có trách nhiệm, thì họ đều là được sự đồng ý của Bộ Chính trị và họ thể hiện cái thái độ như thế cả. Còn về vấn đề khác là vấn đề nội bộ, nội tình của Đảng Cộng sản, thì trong khi họ đang đối phó với về cái vấn đề mà họ chính sách mà họ đối ngoại thì họ nhất quán, nhưng về những cái chính sách bên trong của họ thì vừa qua là có những cái nó bộc lộ những cái bất đồng ở bên trong. Chẳng hạn như các cái phát ngôn của ông Trần Quốc Vượng là ban bí thư và ông Nguyễn Xuân Phúc, nó có những cái mà nó rất là, như chúng ta hiểu là rất gái, là nhắm thẳng vào nhau. Như ông Trần Quốc Vượng, ông bảo là chúng ta phải làm những cái chương, ông viện lại lời của Hồ Chí Minh là chúng ta phải là đặt từ làm việc nhỏ đến việc lớn, rồi chúng ta phải làm nó phải thực tế, rồi không nên nói cho nó sướng tai. Thì cái đấy là hoàn toàn là ai cũng hiểu đấy, nhằm vào ông Nguyễn Xuân Phúc, vì ông Phúc là ông hay đi đến đâu thì ông cũng bảo là nơi này nó là đầu tàu, nơi này nó là thủ phủ, rồi là phải bằng Singapore, rồi bằng Hồng Kông, rồi bằng Paris, rồi ông rất là nhiều thứ ông nói. Thì ngay sau đấy thì ông Phúc ông ấy cũng triệu tập một cái cuộc là xin ý kiến của các nguyên lãnh đạo, ông mời đến 4 nguyên lãnh đạo: Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Tấn Dũng, rồi là Nguyễn Văn An, rồi Trần Đức Lương. Để ông ấy, rồi ông Phúc ông cũng bảo là rồi qua cái mượn, qua cái hình ảnh của cái cuộc mà xin ý kiến đấy, thì ông Phúc ông cũng đáp trả ông Trần Quốc Vượng rằng là làm việc là phải gọi là phải tích cực, phải hướng tới tương lai, phải có cái ý phát triển, không được bi quan, rồi là không được đánh giá thấp đi, hoặc là rồi không phải là làm chính sách là phải từ thực tiễn chứ không phải là ở trong phòng lạnh. Tức là ám chỉ vào ông Trần Quốc Vượng, người là không biết gì ở trong phòng lạnh. Thì chúng ta thấy là bây giờ là hai cái người mà kế nhiệm, mà kế cận tương lai, tức là bây giờ chúng ta nói rằng ông Trọng thì ông già, ông về yếu rồi, thì trong cái hai cái người mà có thể là gọi là quyền lực kế nhiệm tương lai trước mắt thì là ông Phúc và ông Vượng đang có một cái sự nó đang muốn hạ bệ nhau, để mình là người như là đáng là kế thừa nhất ở trong cái giai đoạn này để làm người lãnh đạo cao cấp nhất. Thì cái vấn đề đấy là một cái vấn đề mà nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cái chuyện mà phát triển kinh tế, rồi là chuyện chủ quyền, chuyện đất nước các thứ. Thì tôi nghĩ rằng đây là cái vấn đề mà nó khá là nó quan trọng. Nó quan trọng tương tự như chuyện mà chủ quyền ở Biển Đông. Vì nếu mà nó mà ổn định được rồi, nó có được chọn được lựa chọn người rồi, thì cái người lựa chọn đấy thì người ta sẽ là người ta chịu trách nhiệm. Chứ còn đang tranh giành mà đang tranh trong cái lúc mà
giặc thì đang đến bên ngoài mà bên trong mà lại đang tranh giành chức quyền với nhau mà chưa xong như thế này thì đó là một cái khó. Tất nhiên là chúng ta không thể nói được là ông Trọng, ông Trần Quốc Vượng ông tốt hơn để ông Nguyễn Xuân Phúc tốt hơn. Nhưng mà trong hai người chúng ta cần thiết là phải trong cái lúc này là phải cần thiết có một người gọi là thắng cuộc, tức là một người người ta thâu tóm được binh quyền trong tay, thâu tóm được tất cả mọi cái mà ý kiến hay là mọi cái mối quan hệ các thứ là tập trung được vào trong tay họ, thì họ tập trung trong tay họ thì họ mới có cái trách nhiệm, họ mới ra được cái đối sách đối ngoại. Vâng, quả thật là tình hình lúc này ở Việt Nam có lẽ đã có nhiều biến chuyển, và đặc biệt là khi mà Trung Quốc liên tục có những động thái gây hấn với Việt Nam, không phải chỉ ở trên đất liền mà bây giờ trên biển. Và ngay giờ phút này thì tàu Hải Dương 8 cùng với đội tàu hộ tống của họ vẫn nằm ở ngoài khơi Việt Nam. Vậy Việt Nam và Trung Quốc cùng một thể chế Đảng Cộng sản như nhau, và thậm chí có những lúc họ có những tiếng nói tương đồng. Nhưng bây giờ thì hai bên, thì Trung Quốc dường như là có vẻ là bắt ép Việt Nam rất nhiều, bắt chẹt Việt Nam nhiều. Và cái sức nghiêm trọng là Trung Quốc là xâm phạm chủ quyền biển đảo, và họ cương quyết họ bảo vệ cái đường chín đoạn, tức là đường lưỡi bò như Việt Nam vẫn nói. Có nghĩa là họ sẽ không buông tha Việt Nam. Đấy. Thế thì anh đánh giá thế nào về cái việc mà hai đảng cộng sản hai nước mà như vậy thì nó là như thế nào? Tôi phải nói với anh là tôi bác bỏ cái anh nói rằng là hai cái điểm là tương đồng của quan hệ tốt đẹp. Tôi phải nói tôi bác bỏ với anh những chuyện này. Chúng ta đấy là Đảng Cộng sản Việt Nam, họ tự họ nhận rằng là họ là anh em rồi, họ là tương đồng. Chứ còn phía Cộng sản Trung Quốc họ không bao giờ họ công nhận trong lòng họ, hay là thỉnh thoảng trong những phát ngôn của họ, họ không hề công nhận Việt Nam là một người tương đồng với họ, mà họ coi Việt Nam là cái Đảng Cộng sản Việt Nam là một thằng tay sai cho họ. Anh hiểu không? Mà một thằng tay sai mà nghe lời chủ thì đấy nó không phải là một cái điểm tương đồng gì cả. Nếu mà tương đồng như tôi cả với anh ngồi đây, chúng ta có cùng quan điểm, anh có tương đồng ngang, tôi cả anh ngồi đây ngang hàng với nhau thì mới gọi là tương đồng. Chứ bây giờ một thằng gọi là tay sai, một thằng lính đánh thuê rồi bảo gì nghe đấy thì là cái sự tương đồng với nó không phải là tương đồng. Thế nhưng mà anh đánh giá thế nào về việc nếu mà không tương đồng thì tại sao thì trước cái nay Việt Nam và Trung Quốc thường chưa có những cái va chạm mà mạnh mẽ như bây giờ, mà bây giờ tự nhiên Trung Quốc lại có vẻ là muốn Việt Nam phải phục tùng cái điều nào đó, và chính vì vậy họ gây hấn ở bờ biển Việt Nam mạnh như vậy? Tức là Việt Nam, anh nhìn lại lịch sử thì Việt Nam trước kia đã rất là chịu được cái nhiều sự mà điều khiển của Trung Quốc trong cái chuyện mà đánh miền Nam Việt Nam. Sau này thì khi thống nhất miền Nam Việt Nam, đánh xong rồi miền Nam Việt Nam thì ông Lê Duẩn thì ông ấy lại ngả theo phía Liên Xô và gây ra cái sự mà chiến tranh biên giới kéo dài gần 10 năm. Thì khi Liên Xô sụp đổ thì Việt Nam quay ngoắt sang là lại bám vào Trung Quốc để mong muốn là duy trì cái Đảng Cộng sản của mình. Thì ngay bản thân người Trung Quốc người ta cũng biết là cái bọn này là bọn nó gọi là gió chịu mạnh bên nào thì nó nuôi được nó thì nó theo. Cho nên là cái tâm trong của người Trung Quốc thì họ nghĩ rằng là bọn Cộng sản này nó theo mình, nó cứ theo thôi, nhưng mà nó bảo đảm được cái chế độ của nó, bảo đảm được cái quyền lợi của nó theo mình. Còn ngày nào đấy mà không bảo đảm được theo nó thì nó cũng phản mình. Thì đến lúc này bây giờ mà họ đang đứng, thì tôi cũng lại phân tích lại từ cái bài trước rằng là khi bây giờ khi Trung Quốc người ta đang mạnh, nó mang mạnh, nó đang đứng đầu thì nó không sao, thì Việt Nam vẫn cứ theo nó. Rồi một điều là anh hay điều em rồi là tương đồng rồi là nâng cao tình quan hệ hữu nghị lão kia, nhưng mà bây giờ nó đánh hơi thấy Trung Quốc là có thể là sau cái vụ chiến tranh thương mại này có thể suy yếu rồi thì nó cũng tìm đường nó chuồn đi của nó. Thì Trung Quốc họ nhìn thấy cái chuyện đường chuồn đi đấy rồi thì nó phải làm sao để nó mà thu hồi vốn, rồi tao nuôi mày bao nhiêu lâu rồi thì bây giờ mày tao sắp sửa yếu, mày chuẩn bị đi, tao cũng phải thu hồi vốn của tao về, tao cũng phải cướp cái này cái kia để tao lấy phần lợi. Thì đấy là cái chuyện mà cướp cái biển Đông thì nó chỉ xảy ra trên một cái đơn giản như thế thôi. Nó không hề có một cái gọi là chúng ta gọi là tương đồng về lý luận, về chính trị, về phe tiền tồn chủ nghĩa xã hội, nó không hề có một cái khái niệm gì ở trong hai cái nước cộng sản nhau. Tôi nói cho anh nghe là nếu mà anh nghiên cứu tất cả những cái nước cộng sản thì chính ra các nước cộng sản nó lại là cái nước mà nó hay là tranh giành đất đai của nhau nhất, từ bắt đầu Liên Xô với cả Trung Quốc ở cái gọi là Hắc Long Giang, còn nhiều cái như ở Ba Lan, cả Cộng hòa Dân chủ Đức ngày trước đã có những cái nó tranh giành đất đai, rồi Nga nó cũng lấy đất của Ukraine, các thứ toàn là cộng sản nó đi, nó cướp bóc của nhau. Thế thì anh hiểu tại sao mà Việt Nam từ trước đến nay cũng có rất nhiều mối quan hệ với quốc tế và với ngay cả với tư bản, và mà những nước như Đức là cộng sản cũng như Đông Âu họ đã chuyển đổi hết thành thể chế dân chủ như bây giờ rồi,
cuộc sống ấy anh thấy cũng rất tự do thoải mái, chúng anh chị em mình ngồi đây nói chuyện vô tư không vấn đề gì, thoải mái. Thế thì tại sao Việt Nam mà không chuyển đổi theo đi, mặc dù Việt Nam cũng có cả đại sứ quán ở đây, có rất là nhiều hàng chục nghìn lưu học sinh đúng không, từ trước đến nay, nhưng mà họ không làm được cái điều đó. Cái câu hỏi anh đặt ra thì nó tôi nói nó rất là có từ lâu rồi, tức là từ bao nhiêu chục năm nay mà bây giờ mới làm. Ai người ta cũng nhìn thấy, bây giờ nó cũng chưa làm đâu, anh đừng hỏi bây giờ là người ta làm, người ta bây giờ người ta cũng chưa làm. Tức là cộng sản bao nhiêu năm nay chúng ta vẫn đặt câu hỏi là tại sao mà cái nền tư bản nó phát triển, nó văn minh và nó nhân bản như thế mà tại sao mà Việt Nam họ không theo. Cái câu đấy nó cách đây từ đến 50 năm nay, tôi nghĩ rằng là nhiều khi mà thành lập cộng sản đến cái năm 45 mà khi cướp chính quyền đã nhiều người trí thức người ta cũng đã nhận thức được cái chuyện đấy mà người ta bỏ đi vào Nam hoặc là người ta bỏ đi nước ngoài từ cái lúc đấy thôi. Cái câu chuyện là bây giờ là Đảng Cộng sản nó vẫn là một cái câu trả lời, nó rất là ai cũng biết rằng là Đảng Cộng sản nó bám vào quyền lực của nó rồi nó duy trì. Bây giờ anh bảo là có đứa nào mà con gái tiêu 20 tỷ một năm đi lên khoe bố đúng không? Anh thấy các cái giai cấp của con cháu cộng sản, con cái của cộng sản, đứa nào nó cũng sống xa hoa, nó sống như thế thì đấy là nó phải bảo đảm cái quyền lợi của nó chứ việc sao nó phải thay đổi cho mấy cái người nông dân bị mất đất đói khổ thì chưa được đúng không? Cái chuyện đấy này nó rất là chuyện đơn giản. Thế thì nếu mà nói như vậy thì anh có nghĩ rằng là hiện nay mặc dù Việt Nam và Trung Quốc có những cái bất đồng rất lớn và Trung Quốc thì xâm phạm chủ quyền Việt Nam, thế thì Việt Nam cũng vẫn chưa thể dám rời thể chế cộng sản ra và vẫn cứ nhùng nhằng đấy thì cái đấy là anh cái vấn đề là như thế. Vấn đề là bây giờ là Việt Nam họ luôn luôn họ đưa câu là bây giờ phải bảo vệ chủ quyền nhưng mà lại giữ ổn định thể chế chính trị, tức là một cái nó rất là trái ngoe với nhau, một cái rất là chéo ngoe với nhau và họ vẫn muốn giữ cả hai, nhưng mà trong lòng họ thì tôi cũng chưa biết rằng là bây giờ là họ muốn giữ chủ quyền hơn hay là họ muốn cái sự ổn định chính trị. Mà ta phải, cái từ ổn định chính trị thực ra là một cái từ nó lòe bịp, chúng ta phải hiểu cái từ đấy là phải giữ sự cầm quyền của Đảng Cộng sản. Vâng, có thể là sau này trong cái sự tương tác, cái tác động của thế giới quốc tế hoặc là của nhân dân thì cái việc mà nó đòi hỏi nó gìn giữ chủ quyền nó lớn hơn thì có những cái phe phái có thể là họ mượn cái lá cờ là gìn giữ chủ quyền đấy, họ lên họ là thực hiện việc đấy để họ nắm quyền, thì cái đấy có thể khả năng là nó xảy ra, nhưng mà tôi nghĩ rằng nó chưa lớn, so với nó khả năng là không lớn. Như vậy theo anh đánh giá thì thời gian tới Việt Nam và Trung Quốc vẫn cứ nhì nhằng như vậy và cũng chưa có gì thay đổi, hay là theo anh không, cũng có thể có khả năng là sẽ có cái chuyển biến nào đó ở trong một cái thời điểm như bối cảnh như bây giờ thì tôi nghĩ rằng là nó khó mà lường trước được. Chúng ta nói chuyện là nó có thể giữ nguyên như thế thì cũng khó, tại vì so với những cái trước thì chúng ta thấy có những cái dấu hiệu, nhưng anh phải nhìn thấy cái dấu hiệu là bây giờ là trước kia Trung Quốc và Hoa Kỳ là không có chiến tranh thương mại và khốc liệt như thế này, và khi mà Trung Quốc nó có những cái biến động của chiến tranh thương mại mà nó khốc liệt với Hoa Kỳ nó sẽ tổn thất, nó sẽ gây lên có những cái biến động như của Hồng Kông hay các cái thứ nhiều nơi khác thì nó sẽ suy yếu, và trong khi suy yếu thì nó sẽ có những cái, tất nhiên là Việt Nam nó sẽ thay đổi cái đối sách đấy, thì cái đấy chúng ta không thể nào mà chúng ta mà nói rằng là nó sẽ như thế này. Tôi nghĩ rằng là cái nó như thế này hay không nó lại phụ thuộc vào cái sự mà sức mạnh của Trung Quốc. Nếu như Trung Quốc nó khẳng định được sức mạnh của nó tồn tại được thì Việt Nam lại tiếp tục làm chư hầu cho Trung Quốc như những năm trước đây, còn nếu như mà Trung Quốc nó mà chớm suy yếu, nó mà chớm thọ kia thì tôi nghĩ rằng Việt Nam nó sẽ có một cái thay đổi lại rất là nhanh chóng. Chẳng hạn như chúng ta đã thấy là khi mà Liên Xô nó vừa yếu, nó vừa sụp đổ một cái là Việt Nam nó quay ngoắt sang nó dẫn cả một bộ sậu của nó, tổng bí thư rồi là chủ tịch hội đồng bộ trưởng của chủ tịch nước các thứ, rồi Phạm Văn Đồng này, tất cả những cái gương mặt rất là uy tín, Phạm Nguyễn Văn Linh, Phạm Văn Đồng các thứ tách sang bên Trung Quốc để là cầu xin được bám theo. Vâng, rất cảm ơn cái chia sẻ của anh, cũng cảm ơn cái theo dõi chương trình theo dõi này của các bạn, và các bạn hãy đặt những câu hỏi và những cái yêu cầu để chúng tôi có thể cung cấp và trao đổi với các bạn trong những chương trình tiếp theo. Xin bây chào. Giờ là chúng tôi cũng nói là tôi và anh Khoa là sẽ thực hiện cái chương trình mà bàn luận và nói chuyện về hàng tuần vào sáng thứ bảy đúng không? Sáng thứ bảy là giờ của Hoa Liên bang Đức, còn giờ Việt Nam thì nó chênh nhau 6 tiếng, tức là tầm 6-7 giờ Việt Nam thì chúng tôi sẽ thực hiện cái cuộc mà nói chuyện như thế này. Mà các bạn nào mà có ý kiến muốn được muốn có những cái vấn đề gì mà cần mà muốn nêu vấn đề thì cứ đặt câu hỏi về phía thời báo của anh Khoa. Vâng, rất cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại vào các chương trình lần tới, và xin chào các bạn và chúc các bạn và gia đình một buổi ngày vui vẻ và hạnh phúc.